Quá nhanh, vậy là sự kiện lớn nhất trong năm của Apple đã chính thức được ra mắt. TechOne đã nhanh chóng tổng hợp lại tất cả những gì cần biết nhất về những sản phẩm mới của Apple trong sự kiện lần này. Không để mọi người chờ lâu thêm nữa, bắt đầu video ngay thôi. Ở đầu sự kiện thì Apple giới thiệu Apple Watch Series 9 đầu tiên, nhưng mình biết mọi người quan tâm nhất vẫn là iPhone 15. Và sau đây là những điểm thay đổi nổi bật nhất trên iPhone 15 bản thường và iPhone 15 Plus. Đầu tiên, đúng như dự đoán, cả dòng iPhone thường và iPhone Plus đều có Dynamic Island và có thay đổi về thiết kế. Khung viền có bo cạnh, mới mẻ hơn, sẽ giảm cảm giác cấn tay và sắc lẹm như các đời trước như là iPhone 12, 13, 14. Chúng ta sẽ có 5 màu: hồng nhạt, xanh lục nhạt, xanh lam nhạt, vàng nhạt và trắng. Độ sáng màn hình của iPhone 15 thường và iPhone 15 Plus năm nay sẽ có độ sáng max là 2000 nit, vẫn giữ nguyên kích thước 6,1 inch cho iPhone 15 thường và 6,7 inch cho iPhone 15 Plus. Đặc điểm mới trên màn hình được phủ một lớp gốm chống bụi và chống nước tốt hơn. Và các phụ kiện thì đều được sản xuất bằng một số vật liệu kim loại tái chế như là nhôm, đồng. Camera năm nay thì trên iPhone 15 thường và iPhone 15 Plus cũng sẽ có camera 48 megapixel, có khẩu cam chính là f/1.6 và tiêu cự là 22mm. Ngoài độ phân giải camera tốt hơn thì ở phần mềm, các thuật toán mới sẽ giúp cho iPhone 15 và iPhone 15 Plus sẽ có chế độ chụp thường. Nhưng sau khi ảnh lưu lại thì các bạn có thể tùy chọn thay đổi focus vật thể chính hoặc chỉnh ảnh thường trở thành ảnh chân dung xóa phông các bạn nhé. Đi kèm nữa là chế độ chụp Smart HDR tốt hơn, giữ được nhiều chi tiết sắc nét hơn. Và hiệu năng năm nay thì như dự đoán, iPhone 15 và iPhone 15 Plus chúng ta sử dụng lại chip A16 của iPhone 14 Pro và 14 Pro Max năm ngoái. Với băng thông lớn hơn sẽ có thêm những tính năng mới như là tìm kiếm bạn bè, xác định khoảng cách của hai điện thoại xa gần là bao nhiêu. À, còn một tính năng nữa, cuộc gọi đến thì sẽ có thêm tính năng lọc tiếng ồn, giúp cho đầu dây bên kia sẽ nghe tốt hơn trong kể cả môi trường nhiều tạp âm. Cuối cùng là một tin rò rỉ nhưng mà chính xác, đó chính là cổng USB-C sẽ có cả trên 4 dòng iPhone 15 năm nay. Nhưng tốc độ truyền tải dữ liệu sẽ phân cấp giữa dòng thường và iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max các bạn nhé. Về giá bán thì ngay sau khi sự kiện kết thúc thì ngay trên trang chủ Apple đã có giá của iPhone 15 và iPhone 15 Plus. Cụ thể là iPhone 15 bản thấp nhất sẽ là 128GB, sẽ có giá là 23 triệu đồng. Và iPhone 15 Plus sẽ là 26 triệu đồng. Tiếp theo là phiên bản iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max. Năm nay sẽ không có phiên bản Ultra hay là ống kính tiềm vọng như là dự đoán. iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max sẽ có khung viền Titan, chắc chắn, bền bỉ hơn, tản nhiệt tốt hơn. Và nhất là nó nhẹ hơn nhiều nữa, có viền bo cong ở cạnh và viền màn hình mỏng nhất từ trước đến nay. Con chip A17 Pro được đánh giá là con chip mạnh nhất ở thời điểm hiện tại. Và con chip đầu tiên sản xuất trên tiến trình 3 nanomet với 19 tỷ bóng bán dẫn, bao gồm 4 nhân tiết kiệm điện và 2 nhân hiệu suất cao, mạnh hơn 10% so với phiên bản 14 Pro Max năm ngoái. Cổng USB-C có tốc độ là 10 Gbps/s. Về GPU đồ họa, Apple giới thiệu đây là nhân GPU Pro Classic GPU, mạnh hơn phiên bản cũ gấp 4 lần và có ray tracking giúp xử lý đồ họa game mượt mà hơn, sẽ tích hợp rất nhiều tựa game nổi tiếng và phổ biến có đồ họa cao các bạn nhé. Về camera, vẫn là camera 48 megapixel nhưng mà chụp ảnh dưới định dạng file HEIF 48 megapixel sẽ có độ nét hơn hẳn 4 lần chế độ chụp thường. Chế độ chụp mới sẽ hiện trên app camera luôn, tiêu cự sẽ thay đổi như là ống kính chuyên dụng 24, 28 hay là 35mm. Cam tele sẽ có tiêu cự 70mm lên đến max là 120mm. Đặc biệt, quay phim sẽ là 4K 60fps ProRes, tức là nó sẽ có độ nét chi tiết video sắc nét nhất từ trước tới nay. Nhưng chắc chắn là file sẽ rất nặng các bạn nhé. Cuối cùng là có thể quay định dạng video 3D, tức là các bạn có thể quay video định dạng 3D để sau này có thể xem trên kính Vision Pro các bạn nhé. Mức giá bản base tối thiểu iPhone 15 Pro năm nay trên web Apple là 29 triệu và iPhone 15 Pro Max là 35 triệu cho phiên bản base thấp nhất 256GB. Vậy là trong video ngày hôm nay mình đã tổng hợp lại cho mọi người ngắn gọn và rõ ràng nhất về 4 mẫu iPhone 15 mới ra mắt. Không biết các bạn ấn tượng với dòng thường hay là dòng Pro năm nay nhỉ? Hãy like và subscribe kênh TechOne để cập nhật những thông tin ngày mở bán chính thức có hàng tại Việt Nam nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!